Hương Thơ xin được trở lại với phần 3 của chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV về truyền thông hải ngoại sau 40 năm với phần nói chuyện của Hương Thơ với nhà văn Bùi Bích Hà, tức là chị Thái Hà. Thưa chị, cái khó khăn kế tiếp mà Hương Thơ muốn nói với chị qua câu hỏi này là khó khăn mà Hương Thơ thấy các ngành truyền thông đang đối diện, đó là làm sao để tồn tại trong một cái thị trường quá giới hạn, như là mình chỉ có một cái ổ bánh mà có bao nhiêu phần phải chia ra, thưa chị. Vâng, thưa với quý khán thính giả, cái câu hỏi vừa rồi của Hương Thơ là câu hỏi mà tôi cho là động đến cái mối thương tâm của tất cả những cơ sở đang làm cái việc truyền thông trong cộng đồng của chúng ta. Là bởi vì như tôi đã thưa hồi nãy đó, chúng ta đi ra nước ngoài rồi thì tất cả các cơ sở truyền thông đều không có sự tài trợ của chính phủ hay của bất cứ ai. Thế cho nên là vì chúng ta không có chính phủ, điều rất là rõ ràng. Cho nên là chúng ta không làm được cái việc mà như là trước đây ở quê nhà chúng ta đã có cái tiềm năng để làm. Thì chúng ta phải vừa làm việc rồi lại phải vừa chạy gạo, phải nói là như thế. Mà bây giờ chạy gạo ở đây là Hương Thơ dùng hình ảnh cái bánh. Chúng tôi thì dùng ra một cái nồi để bắt lên bếp để nấu cơm, chỉ có từng đó gạo thôi hay là cái bánh chỉ có từng đó miếng thôi, mà chúng ta càng ngày càng có những cơ sở truyền thông góp tiếng nói và góp cái hình ảnh ở trong cái mạng lưới truyền thông. Thành ra chúng ta phải chia sẻ. Thì có một cái điều chúng tôi cho rằng là tất cả cái vấn đề là đánh giá của các nhà thương mại, các nhà kỹ nghệ gia, những người có những cái dịch vụ mà cần chúng tôi thông báo đến cho khách hàng tiêu thụ, thì quý vị phải đòi hỏi phẩm chất. Và khi đòi hỏi phẩm chất như vậy đó, thì quý vị, cái đồng tiền chi ra cũng phải xứng đáng với cái phẩm chất đó. Nhưng mà bây giờ một cái vấn đề nhức đầu của các anh chị em mà đi làm tiếp thị cho các cơ sở truyền thông đó, họ nói rằng là khi đến nơi thì nói chuyện với các quý vị mà chủ các cơ sở thương mại hay là các cơ sở dịch vụ, câu hỏi đầu tiên là giá thế nào. Khoan hỏi đến cái vấn đề là cái kỹ thuật cũng như là tất cả cái phương tiện. Ví dụ một cái quảng cáo truyền hình, thưa quý vị, đòi hỏi rất nhiều, từ hình ảnh cho đến cái bố cục câu chuyện, cho đến cách mình trình bày cái mặt hàng của mình. Nếu quý vị muốn giá cả mà thấp mà nó rẻ đó, thì không thể có cái mặt hàng có phẩm chất được. Mà khi mà cái mặt hàng không có phẩm chất thì cái sự hưởng ứng của người tiêu thụ nó không có nhiều. Hàng không chạy, dịch vụ không đắt, thì cái người quảng cáo cũng nản chí, là bởi vì đồng tiền chi ra không đúng thì kết quả nó phải như thế. Mà cái người làm truyền thông cũng cảm thấy không được hài lòng với chính mình, bởi vì không đạt cái tiêu chuẩn mình muốn. Nhưng mà cái khó nó bó cái khôn. Bây giờ mình không có phương tiện tài chính thì làm sao mình đạt được những cái chương trình mà mình muốn làm theo cái tầm mức mà mình muốn có? Khó lắm. Từ vấn đề các sứ ngôn truyền hình, truyền thanh cho đến vấn đề những cái script phải viết, cho những cái việc người ta phải động não, phải moi óc để làm ra những cái slogan mà nó vừa diễn tả được cái nhu cầu của quý vị cần quảng bá, mà nó vừa đẹp và nó vừa thu hút người nghe. Thì tất nhiên đó là một cái vòng tròn nó luẩn quẩn. Nếu mà chúng ta không có lựa chọn những cái phương tiện quảng cáo tốt nhất và những cái cách thức quảng cáo tốt nhất, mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái giá cả thôi đó, thì tôi sợ rằng cái điều đó nó giới hạn rất nhiều trong cái vấn đề mà mình quảng bá các thương vụ cũng như là gửi đến những cái khách hàng tiêu dùng của mình. Và khi mình không có tiền thì mình không làm được gì cả. Hương Thơ nói rất là đúng. Cho nên cái khó khăn nhất bây giờ mình quy hạ dạ giá. Bởi vì khách hàng chỉ muốn hạ giá thôi thì mình phải hạ giá. Mà hạ giá thì mình đã tự mình làm mất phẩm chất của mình rồi, thì làm sao mà mình nâng phẩm chất lên được nữa. Cho nên đó là chúng tôi tha thiết thưa với lại quý đồng hương chúng ta, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại cũng như là các cái cơ sở dịch vụ. Quý vị muốn có những cái quảng cáo thật là hữu hiệu thì trước hết cái việc làm của quý vị phải có phẩm giá đã. Cái mặt hàng phải đúng như quý vị quảng cáo, cái món ăn phải ngon, cái dịch vụ phải nhanh, phải chính xác, ví dụ như vậy, và phải tín nhiệm. Thì những cái đó tự nói, chúng tôi chỉ là cái người mang cái lời nói của quý vị đến với đồng hương mà thôi. Thì đồng hương khi sử dụng cái dịch vụ của quý vị, khi dùng cái mặt hàng của quý vị, họ rất là happy. Thì quý vị đã tự quảng cáo cho mình, mà chúng tôi chỉ là cái người bắt cái nhịp cầu thôi. Thì chúng ta sẽ có những kết quả rất là tốt đẹp. Nếu mà thương vụ đi lên thì tất nhiên quý vị không ngại ngùng mà chi tiền. Nhưng mà thương vụ nó không đi lên thì quý vị muốn chi cũng không có phương tiện để mà chi. Mà ngay lúc đầu tiên quý vị xin có chịu khó đầu tư đi. Bởi vì người Mỹ họ ra một cơ sở thương mại, thưa quý vị, nếu họ bỏ ra 200.000 để làm cái cơ sở thương vụ đó, họ phải có 300.000 để quảng cáo. Hương Thơ có tưởng tượng không? Vâng. Chứ không phải rằng là mình voi vét đi vay đi mượn, cố gắng lắm để ra được một cái cửa hàng, một cửa tiệm với 5-70 ngàn, 100-200 ngàn vốn, rồi không có tiền quảng cáo nữa. Thành ra đồng tiền để một đống mà không ai biết, không có phát huy được cái sức mạnh của cái đồng tiền mình đã bỏ ra.
Thì đó là cái vấn đề nó hơi luẩn quẩn, cho nên là cũng xin là quý vị nhân cái dịp này mạn phép là để thưa với quý vị là quý vị nên lựa chọn những cái phương tiện quảng cáo tốt nhất, và quý vị chấp nhận để chi tiền, tất nhiên là không bóc lột nhau. Nếu mà cơ sở truyền thông mà lại nhân cơ hội đó để mà lấy đắt của các khách hàng nhiều quá, để lấy thừa cái tiền mình phải chi phí ra, rồi thì mua xe đẹp, rồi thì mua nhà đẹp, tôi cho cái đó cũng không có đúng, cũng không có công bằng. Thành ra mình làm một cái gọi là win-win situation đó. Nếu mà các chủ nhân thương vụ mà làm ăn phát đạt thì cũng cho cái cơ quan giúp mình quảng bá cái mặt hàng hay cái dịch vụ có phương tiện để phát triển, nhưng mà nó phải cân đối với nhau. Tức là mỗi bên đều có một cái tự chế. Chứ nếu không thì không, một bên thì cứ đòi là phải rẻ, một bên thì lại cứ nếu mà có cơ hội là lấy tiền thật nhiều mà làm không làm đúng phẩm chất, thì hai cái đó không được. Bên cạnh đó, bên cạnh những cái thân chủ quảng cáo và nói những cái cạnh tranh giữa các đài truyền thông với nhau mà không được lành mạnh đó thưa chị, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tồn tại của các đài truyền thông. Nó rất là đúng ạ. Nó rất là đúng. Cái cạnh tranh tốt nhất là cạnh tranh về phẩm chất. Nếu mà chúng ta cạnh tranh đài A cạnh tranh với đài B thì chúng ta cố gắng làm chương trình hay hơn. Nhưng mà nó lại trở lại vấn đề chúng ta vừa mới nói là phải có tiền. Nhưng mà khán thính giả thì không đặt cái đài này là cái đài có tiềm năng, cái đài kia là đài làm cho có, ví dụ như vậy. Thì mình phải lựa chọn cái đầu tư của mình, thì cho cái nơi mà có tiềm năng, họ có khả năng, họ bốc lên. Thì những cái người mà không cảm thấy là mình không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đòi hỏi đó, thì sẽ phải cạnh tranh bằng phẩm chất. Thì mình cùng nâng nhau đi lên cả. Còn nếu không thì mình chỉ chi tiền ra thôi, thì cái người mà được tiền nhiều vì lý do này lý do khác thì có khi làm không đúng với chức năng của mình, cũng có sự lạm dụng. Mà nếu không thì các quý vị chủ nhân mà cứ hỏi là sao đắt thế, mà nhất là cái điều này nữa, thưa với quý vị, chúng tôi cũng rất là xin thưa là các cái cơ sở truyền thông đó là cái người giúp quý vị quảng bá cái dịch vụ, cái thương vụ, tất cả những gì quý vị muốn đem đến cho cộng đồng để chúng ta cùng nhau xây dựng cái sự phồn thịnh và cái uy tín của cộng đồng nói chung. Thì chúng ta phải làm việc trên cái căn bản là hai bên đều tốt hết. Nhưng mà nếu mà quý vị coi cái người đi quảng cáo là cái người đi xin mình, xin một cái ơn huệ, thì chắc chắn là cái điều đó không thể nào đem lại những cái kết quả tốt trong cái vấn đề quảng cáo được. Bởi vì chúng ta chỉ có thể gọi là cái motivation đó, đưa một cái động lực cho cái người làm việc với phẩm chất, với một cái khả năng tối đa, là mình phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Và mình nghĩ là tôi dựa vào anh để phát triển, anh dựa vào tôi để phát triển. Cái thế đó là cái thế win-win situation. Chúng ta đối xử với nhau rất là kính trọng và rất là tôn trọng, và cũng góp ý với nhau và chân thành với nhau. Thì chúng tôi chắc rằng là tất cả những cái cơ sở dịch vụ và thương vụ đều có cơ hội phát triển tốt đẹp. Và trong các cái đài truyền thông mình phải thực sự hợp tác với nhau, đừng có phá giá mà đâm ra là giết nhau, phải không thưa chị? Vâng. Thưa chị, những người làm việc truyền thông như Hương Thơ thì chỉ là một công việc phụ, chứ mà nếu sống hẳn vào nghề này thì để nuôi sống bản thân thì cũng khó khăn, có thể nói không ai sống được cả Hương Thơ. Mà còn phải đòi hỏi những tiêu chuẩn mà làm sứ ngôn viên như người bản xứ đó thì đó một cái điều mà là bất khả thi, phải không thưa chị? Vậy theo chị, muốn trở thành một sứ ngôn viên gọi là chuyên nghiệp, truyền thông chuyên nghiệp đúng nghĩa, thì có cần phải hiểu biết rộng, có kiến thức và được đào tạo chính thống không thưa chị? Hương Thơ hỏi tức là trả lời. Những điều đó Hương Thơ biết rồi, bởi vì em cũng đang rất là học hỏi và rất là gọi là trau dồi cái nghề nghiệp của mình. Từng ngày, từng buổi mà chị gặp em, chị đều thấy em có cái cố gắng đó. Tuy nhiên, chúng ta nếu không có phương tiện để đến trường thì chúng ta có thể học được những bài học sống động xung quanh chúng ta. Hằng ngày em xem đài truyền hình của người bản địa, em thấy cái phong cách của cái người xứ ngôn như thế nào, từ vấn đề trang điểm, ăn mặc đến cách họ trình bày cái vấn đề họ muốn trình bày đó, thì mình có thể tất nhiên mình không dập khuôn họ, bởi vì cái văn hóa người Mỹ có cái văn hóa Việt Nam mình khác nhau, có những cử chỉ họ làm được mình không làm được. Thế nhưng mà nói chung là cái phong thái và cái cách chuẩn bị cái bản tin á, cũng như là cách mà em gọi là cái dress code, cái cách mà em ăn mặc như thế nào cho nó phù hợp với cái việc làm của mình, em có thể học được, không cần phải đến trường. Nhưng mà cái vấn đề mà kiến thức thì em phải tự học. Hàng ngày phải trau dồi mình, phải đọc sách, đọc báo, phải xem tin, phải đối chiếu, phải có cái suy luận riêng của mình nữa. Đó thì tất cả đó mình phải, đó là cái công trình cố gắng riêng. Mà mỗi người sứ ngôn viên, mỗi người biên tập viên của mỗi đài để rồi sẽ tự mình thăng tiến và tự mình trau dồi mình để cho mình nổi lên trong cái đám đông. Thưa chị, đa số những người khán thính giả của truyền thông báo chí thì đa số là thuộc thế hệ thứ nhất hoặc là những người mới định cư sau đây, thì mới sau này thì mới nghe theo dõi các đài Việt ngữ. Thì chuyện gì xảy ra nếu những lớp người đó ra đi thì truyền thông hải ngoại sẽ chuyển hướng như thế nào để phù hợp với thế hệ tương lai hả chị?
cái chuyển hướng rõ nhất đó, là mình sẽ có một lúc mà cái đài phát thanh như đài truyền hình không còn nói tiếng Việt nữa. Nhưng mà lúc đó thì chắc là mình đã phải gia nhập vào các cái hệ thống truyền thông của người bản địa, hay là chính là con em chúng ta sẽ thành lập những cơ sở truyền thông như là cơ sở truyền thông của người bản địa ngay bây giờ. Sẽ có một CNN của Việt Nam, sẽ có một cái Fox News của Việt Nam, chứ không còn là Rạng Đông, không còn là Bình Minh, không còn là Hoàng Hôn như bây giờ nữa. Chúng ta có thể giống như Everyone là bilingual, nhưng mà cũng còn phải lâu, cũng còn phải lâu lắm Hương Thơ. Cần được tài chính ít nhất là một khoảng đường như quãng đường chúng ta đã đi qua nữa, 30-40 năm nữa. Và câu hỏi cuối cùng, ước vọng tương lai của chị với truyền thông Việt ngữ hải ngoại. Ước vọng tương lai thì chúng ta chỉ có một ước vọng thôi Hương Thơ, là cái gì chúng ta làm ngày một tinh tấn hơn, ngày một thành công hơn, và ngày một đáp ứng hơn cái nhu cầu cộng đồng chúng ta. Bởi vì truyền thông và cộng đồng như bóng với hình, chúng ta phải phát triển song song với nhau và phải thăng tiến cùng với nhau. Cho nên đó là một cái thế mà chúng ta phải nương tựa nhau để mà tiến lên. Và cái ước vọng cao nhất là chúng ta sẽ có những cơ sở truyền thông sáng giá, sẽ có những cộng đồng, sẽ có những đồng hương trong cộng đồng đánh giá một cách đúng đắn những cơ sở truyền thông nào mình cần tiếp tay, cần ủng hộ, cần góp ý, để cho những cái gì mà nó có tiềm năng thì nó có cơ hội nó đi tới nữa, và cái gì không có tiềm năng thì họ sẽ rẽ một con đường khác. Thì đó là mọi người đều tốt hết. Cảm ơn chị Tha rất nhiều. Thưa quý cảm ơn Hương Thơ rất là nhiều, nhưng lẽ ra Hương Thơ phải mời thêm vài ba chiến sĩ nữa để cùng chia sẻ với chúng tôi. Và xin cảm ơn Hương Thơ rất là nhiều đã nhớ đến chị, và cũng xin quý khán thính giả thứ lỗi nếu trong câu chuyện của chúng tôi có điều gì sơ suất, là bởi vì cái góc nhìn của mình nó cũng hạn chế lắm. Thì cũng xin thứ lỗi cho, vì chúng tôi đều đang học hỏi cả. Thưa quý vị, qua cuộc nói chuyện với nhà văn Bùi Bích Hà, tức là chị Thái Hà, có lẽ quý vị cũng có cùng cảm nhận với Hương Thơ về vai trò và sứ mệnh của những người làm việc trong ngành truyền thông. Ngoài việc góp phần tăng mối liên kết gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng, phục vụ lợi ích cho cộng đồng, truyền thông Việt ngữ hải ngoại đã và đang làm nguôi ngoai nỗi nhớ nhà của những thân phận lưu vong, mà còn giúp bảo tồn được ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho thế hệ tiếp nối. Những người Việt tị nạn dù đã rời xa Việt Nam đã 40 năm, nhưng vẫn luôn mang theo quê hương bên mình. Khi còn được nghe, được đọc, được viết và được nói tiếng Việt qua truyền thông Việt ngữ hải ngoại. Cảm ơn sự theo dõi quý vị chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV 40 năm nhìn lại truyền thông hải ngoại của nước người, cũng như là quê hương thứ hai của chúng ta bây giờ. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.